Kính thưa đại chúng, hôm nay cái bài này tựa đề nói rằng cái quả của thiện và ác nghiệp nó rất lạ lùng. Cái lạ lùng ở đây ấy nghĩa là nhìn thấy nó có những cái rất là đặc biệt, và khi chúng ta chưa thấu hiểu nó thì ta thấy. Ví dụ có những người bảo sao nhà Phật nói rằng gieo nhân ác thì phải chịu quả báo ác, gieo nhân thiện thì được quả báo thiện, được phúc lành. Thế mà tôi thấy ở trên đời vẫn đầy những người họ sống rất là ác, gian dảo, hoảng, lường gạt, ác độc ghê gớm. Mà sao họ cuộc đời lại sung sướng, gia đình, vợ chồng thì giàu có, sung sướng, con cái thì đàng hoàng. Đấy, từ đó rồi có thể chúng ta sẽ nghĩ là nhân quả không đúng. Thế còn có rất nhiều người hiền lành, lương thiện thì tại sao cuộc sống lại vất vả, bôn ba, rồi đau khổ? Thế là sao? Đấy, thế như thế là do chúng ta chưa hiểu rõ về luật nhân quả. Luật nhân quả của Đạo Phật nó xuyên suốt từ quá khứ tới hiện tại và tới tương lai. Đó. Cho nên ấy, nhà Phật có câu Đức Phật dạy: muốn biết nhân đời trước mình đã gây cái nhân gì thì xem cái quả mình thọ hưởng của đời nay, xem cái đời nay mình như thế nào, và mình sinh ra vào gia đình thế nào, hoàn cảnh xuất xứ mình thế nào, tốt đẹp hay đau khổ, cuộc đời mình may mắn nhiều hay bất hạnh nhiều, mình có được thành đạt hay là không thành đạt. Tất cả mọi cái chúng ta nhìn vào cái đó, ta biết được cái nhân kiếp trước mình đã gieo. Đó là cho nên muốn biết nhân đời trước, hãy xem cái sự thọ hưởng của đời nay. Muốn biết quả đời sau, mình muốn biết kiếp sau mình thế nào, hãy xem mình gieo nhân ở kiếp này. Xem kiếp này mình tu tập, mình gieo nhân gì thì kiếp sau mình sẽ hưởng cái quả của cái nhân ấy. Rất rõ ràng. Cái điều này hoàn toàn rất biện chứng, rất biện chứng. Thế nhưng chúng ta vì phàm phu, nhân quả thì rất phức tạp, vì từ nhân đến quả còn phải có cái duyên nữa. Duyên thì có thuận duyên, có nghịch duyên. Nếu chia ra nó còn nhiều lắm, còn sở duyên, duyên tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên, nhiều thứ duyên. Nhưng Thầy chia ra gọi là có thuận duyên và nghịch duyên. Thuận duyên nghĩa là cái duyên ấy giúp cho cái nhân này nó trở thành cái quả của nó được. Nghịch duyên ấy thì là cản trở cái nhân này nó chậm hoặc là không trổ được ra cái quả kia, nó có thể thui chột đi. Đấy là nghịch duyên, chướng ngại. Đó, tức đại chúng. Thế thì từ nhân đến quả nó còn cái duyên này. Chính nhờ cái duyên này mà chúng ta mới có thể chuyển hóa được nhân quả đấy, chuyển hóa được nghiệp báo của mình đấy. Đấy, các Phật tử đi học Pháp Phật này, đây là một cái duyên rất là tốt, một cái thuận duyên, một cái thắng duyên rất tốt đẹp để giúp cho mình tư duy được chân lý, và từ đó mình chuyển hóa được cái ác nhân mình đã dây, để chuyển hóa cái ác quả nó trổ ra. Đó, thì đây là cái điều vô cùng quý. Nhưng trong bài này nói rằng cái sự lạ lùng giữa cái quả của thiện nghiệp và ác nghiệp là làm sao? Chúng ta cùng nhau vào văn kinh xem vua Milan Đà với tỷ kheo Na Tiên, hai người luận với nhau như thế nào. Vua Milan Đà mới nói: thưa đại đức, một nhóm người tạo thiện nghiệp, một nhóm người tạo ác nghiệp, khi lâm chung quả báo của họ như thế nào, bằng nhau, khác nhau, nhiều ít ra sao, đi chung đường hay khác đường, xin đại đức bi mẫn chỉ giáo cho trẫm. Ông vua mới hỏi: nếu một nhóm người tạo thiện nghiệp, một nhóm người tạo ác nghiệp, thì đến khi lâm chung, tức khi chết đi, quả báo của hai cái nhóm người này như thế nào? Nó giống nhau hay khác nhau như thế nào? Có đi chung một đường với nhau không? Đó. Thầy tin là các Phật tử
có thể trả lời được câu hỏi này, nghe không? Đấy. Thì Tỳ kheo Na Tiên mới trả lời rằng: Tâu Đại Vương, người tạo thiện nghiệp khi lâm chung thì hướng mặt đi đến cõi lành, cõi trời. Người tạo ác nghiệp khi lâm chung thì rớt xuống bốn con đường đau khổ, nhất là địa ngục. À, quả báo khác nhau rất rõ ràng, kẻ đi lên, người đi xuống, làm sao lại có thể chung đường được, hả Đại Vương? Đấy, Tỳ kheo Na Tiên trả lời rất rõ. Người làm thiện thì sẽ đi lên, hoặc tái sinh làm người hoặc sinh thiên. Người làm ác sẽ đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, kể cả Atula. Atula cũng có kinh vẫn xếp vào là đường ác. Và vì cái cõi này hay đánh nhau lắm, họ rất sung sướng nhưng mà suốt ngày đánh nhau. Đại chúng thấy nếu mà ăn uống sung sướng nhưng mà cứ đánh nhau suốt ngày thì mình có thấy sướng không? Ăn sướng, ở sướng nhưng mà suốt ngày đánh nhau, máu me bê bết, sứt đầu mẻ trán thì có sướng không đại chúng? Không gọi là sướng, cho nên vẫn gọi là cõi khổ. Chân có những bộ kinh thì xếp Atula cũng vào đường ác, chân gọi là bốn đường ác là thế. Thế thì Na Tiên trả lời rất rõ, và Thầy tin rằng các Phật tử chúng ta học Pháp đến hôm nay đều có thể trả lời được. Thì vua mới hỏi: Có thật vậy không hả Đại Đức? Tôi đọc kinh truyện thấy quả của thiện ác nghiệp rất là lạ lùng, không giản đơn như Đại Đức nghĩ đâu. Ông nói rằng tôi cũng đọc kinh Phật, nhưng mà tôi thấy cái nhân quả thiện ác này tôi thấy nó rất lạ lùng, chứ nó không phải đơn giản như là Ngài nói đâu. Tôi thấy nó phức tạp lắm. Đó. Thế thì Na Tiên mới nói là: Đại Vương dẫn chứng ra. Thì ông dẫn chứng thế này: Vâng thưa Đại Đức, chỉ nói riêng về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa thôi đã không thể hiểu nổi rồi. Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là đại biểu cho hai thái cực, một bên là đại thiện, một bên là đại ác. Một bên trong sáng cao đẹp, thanh khiết, một bên bụi bặm xấu xa, nhơ uế, vân vân. Theo lý nhân quả thì ai xuống, ai lên đã rõ ràng. Ai được an vui, ai bị đau khổ, thật không cần thiết phải đem ra minh chứng nữa. Nhưng mà, thưa đại chúng, ông vua Mê Lan Đà phải đúng thật là ông rất là giỏi đấy. Ông dẫn luôn, nghe không? Tôi không lấy ví dụ ở đâu xa lạ, tôi lấy luôn ngay trong Phật Pháp đây. Giữa Đức Phật Thích Ca và Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca là đại diện cho cái gọi là cực thiện, đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đa là đại diện cho cái cực ác. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là ai? Là người dám muốn giết hại Phật, muốn chia rẽ tăng đoàn cơ mà đại chúng. Đâu phải vừa đâu. Đó. Ghê gớm lên như vậy. Đó. Đấy, thế ông dẫn luôn ra hai câu chuyện này. Thì ở chỗ này Thầy nói lại một chút để đại chúng nhớ lại. Đề Bà Đạt Đa là em con chú con bác với Đức Phật Thích Ca. Tức là vua Sư Tử Giáp thì có bốn người con. Người con thứ nhất ấy là vua Tịnh Phạn, là bố của Đức Phật đấy. Người con thứ hai là vua Bạch Phạm thì đẻ ra Đề Bà Đạt Đa, đẻ ra A Nan và A La Luật. Người con thứ ba là vua Học Phạm, và người con thứ tư là công chúa Cam Lộ Phạm. Đấy. Thì công chúa Cam Lộ Phạm sau này lấy vua Thiện Giác thì sinh ra công chúa Gia Du Đà La. Đấy. Để đại chúng nhớ. Như vậy là Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật Thích Ca là anh em con chú con bác ruột đấy. Đề Bà Đạt Đa chỉ kém Đức Phật Thích Ca một ít tuổi thôi. Nhưng mà ông này hồi trẻ cũng rất là đẹp trai lắm. Rất đẹp trai, cũng rất là khỏe mạnh và rất thông minh, tuấn tú. Rất là thông minh, giỏi lắm. Ông chỉ kém Thái tử Tất Đạt Đa một chút thôi. Đấy, rất là giỏi. Về văn, về võ, ông cũng thế. Chỉ đứng sau Thái tử Tất Đạt Đa thôi, thưa đại chúng. Thế cho nên là từ nhỏ thì Đề Bà Đạt Đa chơi cũng rất thân với Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà cũng rất hay ganh ghét đố kỵ với Thái tử Tất Đạt Đa. Chơi thân với nhau, cùng trong cung là con vua cháu chúa cả,
cho nên chơi thân với nhau, nhưng mà rất hay ganh ghét đố kỵ với Thái tử Tất Đạt Đa. Và sau này khi lớn lên, khi mà Đức Phật xuất gia tu hành đắc đạo, Ngài trở về Hoàng Cung, thuyết pháp độ cho Hoàng Cung, thì rất nhiều vương tôn công tử phát tâm đi xuất gia. Trong đó có Đề Bà Đạt Đa đi xuất gia, rồi A La Luật là em Đề Bà Đạt Đa đi xuất gia, A Nan cũng đi xuất gia. Đấy, chúng ta thấy mấy anh em ruột với nhau, A Nan thì là thị giả, coi như là thân cận nhất bên cạnh Phật, nhưng ông anh của mình thì lại muốn giết Phật, muốn chia rẽ xoáy ngôi của Phật. Thì chúng ta thấy có đúng như dân gian mình nói phải không? Cha mẹ sinh con rời sinh tính mà. Đấy, anh em ruột đấy. A Nan thì là một lòng một dạ với Phật, trung thành tuyệt đối với Phật như thế. Ông anh mình cũng đi xuất gia đệ tử Phật thì lại muốn cách hãm hại Phật, muốn xoáy ngôi của Phật. Đấy, chúng ta thấy muốn chia rẽ tăng đoàn. Đấy, để chúng ta thấy thế thì Đề Bà Đạt Đa là biểu tượng cho cái gì cực ác, và Đức Phật là biểu tượng cho cái cực thiện, thanh cao đẹp đẽ. Đấy, ông lấy ví dụ giữa hai con người này, và chúng ta xem ông lập luận tiếp thế nào. Thưa Đại Đức, trong rất nhiều kiếp, Đề Bà Đạt Đa lại có chức quyền lớn hơn Đức Phật, y báo chính báo đều tốt đẹp và sang cả hơn Đức Phật, có quyền hành địa vị sinh thú cao hơn Đức Phật là nghĩa làm sao? Có lạ lùng không chứ? Chẳng nhẽ nhân quả thiện ác có chỗ bất minh ư? Ông đưa ra một cái lập luận là ông ấy xem trong kinh Phật, nhất là những bộ kinh nói về tiền thân của Đức Phật. Chúng ta ở đây thống nhất với nhau gọi tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát, tức là khi chưa thành Phật thì gọi là Bồ Tát nhé. Cho nên khi mà về sau văn kinh đây, người ta gọi là Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thế thì ông nói là trong Túc Sanh Truyện nói về những kiếp trước của Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn làm Bồ Tát. Có rất nhiều kiếp Đức Phật Thích Ca lại thấp kém hơn Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa ở địa vị cao mà Bồ Tát thì lại ở địa vị rất thấp. Là thế nào? Thế cho nên ông bảo như vậy thì tôi nghi ngờ cái chuyện nhân quả mà Đại Đức nói lắm. Đại Đức bảo làm thiện được thiện, làm ác thì bị khổ, bị ác. Thế mà tôi lại thấy tại sao Đề Bà Đạt Đa ác với Phật như thế? Mà tôi đọc trong kinh Phật, chuyện Phật thì tôi thấy nhiều kiếp Đức Phật Thích Ca lại thấp kém hơn, khổ hơn Đề Bà Đạt Đa là thế nào? Tôi nghi ngờ cái chỗ này lắm đấy. Mong Đại Đức giải thích cho tôi. Đã. Thế thì Na Tiên nói là Đại Vương cho ví dụ đi xem nào. Ông mới lấy ví dụ. Ví dụ có một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm quân sư cho Đức Vua xứ Varanasi. Bồ Tát của chúng ta sinh trong giai cấp hạ tiện Kadala, làm nghề trồng cây, có tài làm cho cây xoài có quả trái mùa. Vậy thì thiện nghiệp của Bồ Tát ở đâu mà sinh ra lại thấp thỏi hơn Đề Bà Đạt Đa đã tạo ác nghiệp? Ông nhớ có một câu chuyện trong tiền kiếp thì Đức Phật Thích Ca lúc ấy sinh ra lại làm cái người trong giai cấp hạ tiện, thế còn Đề Bà Đạt Đa thì lại được làm quân sư cho vua, mình gọi là giống như là quốc sư đấy. Mà trong khi đó thì Bồ Tát thì lại làm một cái người sinh trong giai cấp hạ tiện, chỉ biết trồng cây và đặc biệt là có cái tài làm cho cây nó trổ quả trái mùa. Thế đấy là ông dẫn câu chuyện thứ nhất. Vậy mà kiếp sau Đề Bà Đạt Đa lại làm vua của xứ Barasani, còn Bồ Tát của chúng ta sinh ra làm con voi trắng có tên là Hạnh Phúc để cho Đề Bà Đạt Đa cưỡi trên lưng. Đấy, ông lại dẫn tiếp lại có một câu chuyện nữa. Có một câu chuyện là sau cái kiếp đấy thì Đề Bà Đạt Đa lại được tái sinh làm vua. Thế còn Bồ Tát của chúng ta, tức là tiền thân của Đức Phật, thì lại sinh ra làm con voi trắng, và để cho Đề Bà Đạt Đa cưỡi trên lưng. Đấy, chúng ta thấy ông rất nhớ giỏi. Thế Na Tiên xác nhận đúng rồi, tôi cũng nhớ cái đoạn câu chuyện đó. Lại nữa, kiếp sau nữa Đề Bà Đạt Đa sinh làm người, còn Bồ Tát của chúng ta lại sinh làm con khỉ chúa. Sau cái kiếp đấy
thì Đề Bà Đạt Đa được tái sinh làm người. Thế còn Bồ Tát của chúng ta thì lại tái sinh làm con khỉ chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, tiền thân của Đức Phật đã từng làm cả con khỉ đấy, các đại chúng. Chúng ta thấy không? Thế thì chúng ta, cái chuyện mà chúng ta đã từng làm trâu bò, làm chó, làm ngựa thì là cái chuyện đương nhiên, không phải thanh minh rồi, đúng không? Chúng ta thì nhiều kiếp như thế. Đấy, Bồ Tát trong tiền kiếp mà còn làm con khỉ đấy, con khỉ chúa. Rồi một kiếp khác nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, còn Bồ Tát của chúng ta là sinh làm con voi chúa có sáu ngà. Đề Bà Đạt Đa lại săn đuổi, bắn giết con voi chúa ấy để lấy ngà. Đấy, trong cái kiếp ấy thì Bồ Tát làm con voi và Đề Bà Đạt Đa làm người, và làm người đi săn và săn bắn chết con voi đó và lấy ngà của con voi đó. Đấy, Na Tiên cũng xác nhận là đúng, có câu chuyện như vậy. Ông vua này nói chưa hết đâu, có kiếp Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, còn Bồ Tát thì tái sinh làm con chim Đa La, bị Đề Bà Đạt Đa giết chết. Đấy, kiếp này thì Bồ Tát tái sinh làm con chim và cũng bị Đề Bà Đạt Đa làm thợ săn bắn chết con chim này. Chúng ta thấy, đấy, chúng ta nghe câu chuyện của hai con người này, Đức Phật Thích Ca và Đề Bà Đạt Đa, hai người song hành với nhau rất nhiều kiếp như vậy đấy. Rồi có kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua xứ Ca Si, Bồ Tát là một đạo sĩ tu hành nhẫn nhục, sau đó bị đức vua ấy giết chết. Đấy, Đề Bà Đạt Đa sinh làm vua, thì Bồ Tát của chúng ta là một vị đạo sĩ tu cái hạnh nhẫn nhục và bị đức vua này giết hại. Đó, chúng ta thấy. Rồi Na Tiên mới khen là Đại Vương giỏi thật, nhớ túc sinh chuyện hay quá. Ông mới nói, vâng, còn nữa đây, Đề Bà Đạt Đa tuy giết Bồ Tát mãi như thế, nhưng sinh lại thì vẫn được làm người, tu đạo lõa thể có tên là Koradiya. Còn Bồ Tát thiện nghiệp tốt đẹp để đâu không thấy, lại sinh làm Long Vương có tên là Kandara. Ông ấy rất thắc mắc. Ông bảo là Đề Bà Đạt Đa nó ác như thế, giết Bồ Tát như thế, vào thế mà nó tái sinh ấy thì làm người, còn trong khi đó thì Bồ Tát ấy tái sinh để làm Long Vương. À, làm Long Vương là rồng, chưa được làm người. Đó. Thế thì ông bảo, vậy thiện nghiệp phước báo của Ngài đâu mà Ngài lại thế? Sau đó thì Đề Bà Đạt Đa vẫn làm đạo sĩ có tên là Jalita, Bồ Tát làm một con heo lớn có tên là Dachaka. Sau cái kiếp đó, sau kiếp mà làm Long Vương á, thì Đề Bà Đạt Đa tái sinh lại vẫn là một vị đạo sĩ, còn Bồ Tát thì lại tái sinh làm một con heo lớn, con lợn đấy, phải không? Đấy, chúng ta thấy không? Một kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua có tên là Ubaripa, Bồ Tát của chúng ta may mắn được tái sinh làm người, dòng dõi Bà La Môn tên là Kapila. À, kiếp này thì Bồ Tát của chúng ta được tái sinh làm người. Đã, còn Đề Bà Đạt Đa thì lại làm vua. Như vậy chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa ở ngôi còn cao hơn cả Bồ Tát, thấy không? Đề Bà Đạt Đa lại có một kiếp làm người tên là Sama, còn Bồ Tát làm chúa của loài thú có tên là Uru. Thì Bồ Tát lại tái sinh làm con thú nhưng là chúa của một cái loài thú. Rồi có kiếp Đề Bà Đạt Đa lại làm người thợ săn tên là Surama, Bồ Tát sanh làm tượng vương, tức là con voi, voi chúa đấy. Tên thợ săn kia đã theo và cưa mất sừng của voi chúa 7 lần. Cưa sừng của con voi chúa 7 lần. Đấy, độc ác như vậy. Nhưng kiếp sau Đề Bà Đạt Đa vẫn được làm vua, có tên là Ligala, Bồ Tát may mắn được làm người trí thức trong quốc độ ấy tên là Vidura. Đấy, sau cái kiếp mà cắt ngà voi đến 7 lần như thế thì Đề Bà Đạt Đa tái sinh vẫn được làm vua. Thế mà Bồ Tát thì tái sinh được làm người trí thức thôi. Đó. Tức là ông dẫn ra những cái chuyện này để cho chúng ta thấy là ông cảm thấy luật nhân quả hình như nó không đúng hay sao ấy. Đề Bà Đạt Đa nó ác thế mà sao lúc thì làm vua, lúc làm người, còn Bồ Tát của chúng ta tốt như thế, thiện lành như thế, tại sao lúc thì làm thú, lúc thì làm chim, lúc thì làm lợn, lúc thì làm khỉ và lúc làm rồng, bây giờ mới được làm người. Đó. Thì Na Tiên đều xác nhận có những câu chuyện ấy thật.
Còn nữa, sau đó không biết tại sao để Bà Đạt Đa sinh làm voi, dẫm chết Bồ Tát làm con chim cút. Cái kiếp này thì cả hai đều rơi xuống làm thú, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì làm con voi rất to. Thế còn Bồ Tát chúng ta tái sinh làm con chim cun cút. Thế thì con voi nó dẫm cái là con chim cút bị chết. Rồi một kiếp nọ, Đề Bà Đạt Đa làm vua của xứ Brahma Data, Bồ Tát thì làm hoàng tử, con của vị vua này, có tên là Paduma. Đức vua Brahma Data đã quăng hoàng tử Paduma xuống hố sâu cho chết. Đấy, cái kiếp này thì hai người tái sinh làm bố con. Đề Bà Đạt Đa làm vua, còn Bồ Tát của chúng ta thì làm hoàng tử, con vua. Nhưng không hiểu ông vua này thế nào, ông này ghét hoàng tử này, ông quăng xuống hố sâu cho chết. Đấy, chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa ác độc như thế nhưng vẫn tiếp tục làm vua, có tên là Mahapatapa. Đức vua ấy lại tìm cách giết con mình là Đông Cung Thái Tử, có tên là Dhammapada, tức là Bồ Tát của chúng ta. Sau kiếp đấy thì Đề Bà Đạt Đa lại tái sinh làm vua, và Bồ Tát cũng lại tái sinh làm Đông Cung Thái Tử, con vua, và cũng bị vua giết chết. Đấy. Đến đây Đức vua Milanda chậm rãi nói: người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là hoàn toàn sai lầm. Ông kết luận luôn: người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là tôi thấy là sai rồi. Tôi đọc trong chuyện Phật như thế này tôi khẳng định là sai rồi. Qua 16 ví dụ trên, rõ ràng là Bồ Tát luôn luôn bị quả báo đau khổ hơn dù Ngài làm việc đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy làm ác nhưng vẫn nhởn nhơ sung sướng, vẫn ở trên Bồ Tát, nắm quyền sinh sát Bồ Tát. Đại Đức nghĩ thế nào nào? Đấy, ông cật vấn Na Tiên. Đấy, tôi đưa ra 16 cái dẫn chứng tôi đọc trong Kinh Phật nói về tiền kiếp của Đức Phật. 16 cái dẫn chứng này đủ minh chứng cho Ngài chưa? Là người làm ác ấy, là không bị khổ, mà người làm thiện không chắc đã được sướng. Đấy, nào, ông đưa ra dẫn chứng như vậy. Thì Na Tiên mới nói: chắc vẫn có kiếp hai người sinh thú bằng nhau, địa vị ngang nhau chứ? Tức là vẫn có cái kiếp mà hai người ngang vai với nhau, ngang bằng nhau. Thì ông vua ông nói: vâng, tôi nhớ có một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm quỷ dạ xoa, có tên là Adama. Còn Bồ Tát của chúng ta cũng làm dạ xoa, có tên là Sudama. Cái tên dấu khác nhau, một bên là phi pháp, một bên là thiền pháp, nhưng cũng chỉ là dạ xoa cả thôi. Tức là hai người đều tái sinh làm dạ xoa cả. Có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm người chủ thuyền, có 500 tùy tùng, Bồ Tát của chúng ta cũng y như thế. Kiếp kia Đề Bà Đạt Đa làm chúa đàn nai, có tên là Saka. Bồ Tát của chúng ta cũng là chúa đàn nai, có tên là Nigoda. Đấy. Kiếp nọ Đề Bà Đạt Đa là chủ buôn xe bò, có 500 tùy tùng, Bồ Tát cũng là chủ buôn xe bò, cũng như thế. Đó. Thưa Đại Đức, chấm nghiên cứu về tiền kiếp Đức Phật không nhiều, nhưng chỉ đếm được 4 kiếp ấy là hai người này có quả báo ngang bằng nhau mà thôi. Quả báo bằng nhau trong lúc thiện và ác nghiệp khác nhau, không là điều đáng nghi vấn lắm sao? Ông nói là quả báo hai người giống nhau, mà trong khi tâm địa hai người này khác nhau. Một người thì rất thiện lành, đó là Bồ Tát. Một người thì cực kỳ là ác, đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Thế mà lại quả báo bằng nhau, hai người giống nhau, thế là thế nào? Làm sao mà tôi không nghi ngờ cái chuyện nhân quả được chứ? Làm sao mà các thầy lại nói là nhân nào quả đấy chứ? Làm sao lại bảo làm thiện thì được thiện, làm ác thì phải chịu ác, làm sao mà tôi tin được? Ông rất nghi ngờ, thưa đại chúng. Đấy, nghi ngờ lắm. Đã. Thế thì Tỳ kheo Na Tiên hỏi: vâng, thưa Đại Vương, vậy Đại Vương có nhớ có kiếp nào mà Đức Bồ Tát hơn Đề Bà Đạt Đa không? Đã. Na Tiên hỏi vậy, Ngài có nhớ kiếp nào mà Bồ Tát hơn Đề Bà Đạt Đa không? Đã. Thế thì ông nói, không kể cái kiếp chót thành Phật thì chỉ có 2 kiếp thôi. Tôi nhớ không kể cái kiếp cuối cùng thành Phật này thì chỉ có 2 kiếp, đọc trong kinh, trong sách chỉ thấy có 2 kiếp.
Đó là một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm tay thủ lãnh tên là Alata, còn Bồ Tát làm vị Phạm Thiên tên là Narada. Phạm Thiên tức là vua cõi trời Phạm Thiên. Đó, Ngài làm trời Phạm Thiên, còn ông này thì là thủ lãnh thôi, tức là trời thì cao hơn rồi. Và kiếp áp chót cuối cùng này, khi Bồ Tát Đại Thí Bổ Túc Ba La Mật làm Thái tử Vesantara, thì Đề Bà Đạt Đa làm Lão Bà La Môn ăn xin đến xin hai đứa trẻ con. Cái kiếp sát cái kiếp cuối cùng này này, và thì Bồ Tát phát nguyện tu hành bố thí cả quốc thành cho đến vợ con. Thì lúc ấy Đề Bà Đạt Đa tái sinh là một bà lão đến xin luôn hai đứa con của Bồ Tát. Xin vừa rồi đánh đập dữ lắm, rất là khổ, đánh đập ngay trước mặt Bồ Tát luôn. Đó, thì đấy. Còn kiếp cuối cùng thì tương tự nhau thôi, tức là cái kiếp này này, cái kiếp mà hai người cùng sinh ra với nhau này này, thì tương tự nhau thôi. Bồ Tát làm Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn. Đề Bà Đạt Đa làm Hoàng tử, con vua Bạch Phạn. Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong giáo hội của Đức Phật, Đức Tôn Sư, đắc thế gian thiền được ngũ thông, lại còn tìm cách giết Đức Phật và chia rẽ tăng đoàn nữa. Đấy, thì ông nói là cái kiếp cuối cùng này thì Đề Bà Đạt Đa cũng không kém cạnh gì Thái tử Tất Đạt Đa cả. Wow. Thái tử Tất Đạt Đa là con vua Tịnh Phạn, thì Đề Bà Đạt Đa là con vua Bạch Phạn. Wow. Rồi hai người cũng đi tu, Đề Bà Đạt Đa cũng chứng đắc ngũ thông, đắc thiền và đắc năm pháp thần thông. Đấy, Đức Phật thì thành Phật, tức là gọi là cũng xem giống giống nhau. Đấy. Như vậy rõ ràng Bồ Tát sinh ra ở đâu, Đề Bà Đạt Đa cũng sinh ra ở đó. Và chức phận, địa vị, sanh thú, tiền bạc, của cải, quyền lực của Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là ở trên Bồ Tát, luôn luôn tìm cách giết hại Bồ Tát, làm khổ cho Bồ Tát. Còn các kiếp Đề Bà Đạt Đa phước báu ít hơn hoặc ngang bằng thật không có đáng kể. Nhưng các kiếp ấy Bồ Tát cũng có ở yên với Đề Bà Đạt Đa đâu, vẫn bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, làm khổ bằng cách này hay cách khác đấy thôi. Ông tư duy, ông ấy vẫn rất cảm tình với Phật. Tất nhiên là ông bảo vệ Phật rồi, nhưng mà ông đọc trong kinh, ông thấy thế này thì trong lòng ông ấy không thể nhẫn được. Ông bảo tôi thật là tôi quý Phật, tôi muốn bảo vệ, muốn bênh Phật lắm. Thế nhưng mà tại sao mà trong kinh thì lại kể Đề Bà Đạt Đa ác thế, mà nó lại sinh ra tái sinh kiếp sau này còn cao quý hơn Phật, oai lực hơn Phật, giàu có hơn Phật, đa phần là như thế. Thế còn Ngài thì tái sinh lại kém cỏi thấp hơn là thế nào? Chỉ có một hai vài kiếp ngang ngang bằng nhau, thế là thế nào? Mà đi đâu thì Phật cũng gặp Đề Bà Đạt Đa, tái sinh ở đâu cũng gặp Đề Bà Đạt Đa, và toàn bị Đề Bà Đạt Đa hành khổ thôi là làm sao? Tìm mọi cách hành khổ. Đến cái kiếp cuối cùng này Ngài thành Phật thì Đề Bà Đạt Đa xuất ra trong tăng đoàn của Ngài, rồi tìm cách phá hoại Ngài, phá hoại tăng đoàn, đòi giết Phật nữa, đòi chiếm cái ngôi vị của Phật nữa. Đấy, thưa đại chúng, đấy là Thầy nói về lịch sử của Đạo Phật là như vậy đấy. Thế thì ông rất là không hiểu nổi, băn khoăn, rất nghi ngờ. Vậy xin thưa Đại Đức hãy giải nghi cho chấm xem sao. Xin Đại Đức, bằng trí tuệ của Đại Đức, Đại Đức xem Đại Đức có giải nghi được cho tôi không? Chứ tôi nghi ngờ lắm, thế này thì khéo mà tôi không tu nữa thôi. Tôi thấy mà nhân quả kiểu này tôi không tu nữa. Đấy. Thế gian mình giờ cũng thế, nhiều người nếu không sâu sắc á, nhìn trần thế như này, thấy có người đúng là ác thật mà sao lại sướng thế? Wow, nó gian manh lừa đảo, đủ thứ chuyện, sao lại sướng thế? Thế còn nhà mình hiền lành, đạo đức thì sao mình lại khổ, bất hạnh thế? Thế rồi từ đó không tin, không đi chùa, không tin Phật Pháp gì nữa, nghĩ là không có nhân quả gì. Wow, có khi còn trách ông trời là không công bằng, trách trời không có mắt. Đấy, vậy đấy thưa đại chúng. Thì Na Tiên mới nói: Tâu đại vương,
nếu đại vương có ở trên tay vài chục hạt cát thì vài chục hạt cát ấy so với cát ở sông Hằng thế nào? Ông vua mới nói, không thể so sánh được, vì cát của sông Hằng là vô lượng, vô biên, không thể đếm được. Na Tiên mới lấy ví dụ mấy hạt cát ở trên tay của vua với cát ở sông Hằng thì hai cái đấy, cái nào nhiều, cái nào ít. Thì đương nhiên ông vua không biết cát ở sông Hằng phải là nhiều, cát ở trên tay chỉ là một số rất ít. Và ai đã sang sông Hằng biết con sông Hằng nó lớn, cát của nó nhiều vô cùng. Cho nên trong Kinh Phật mới thường dùng ví dụ về cát sông Hằng đấy. Cái từ hằng hà sa số là như vậy đấy. Hằng hà sa số tức là số cát của sông Hằng nhiều lắm. Cỡ sông Hồng mình chưa ăn thua gì cả, sông Hằng á, nhiều vô cùng. Mà Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, cũng thế là vài chục kiếp sống mà Đại Vương đưa ra so với vô lượng vô biên kiếp sống mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa trải qua. Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ có làm ác ở trong kiếp mà Đại Vương nêu ra, ông cũng làm thiện ở rất nhiều kiếp. Có nhiều kiếp ông làm kẻ thiện tâm hằng giúp đỡ đến cho những người đói khổ. Vài kiếp ông làm chức xã trưởng đạo đức hiền thiện, vân vân, đã giúp cho địa phương nơi ấy phồn thịnh và hạnh phúc. Đôi kiếp ông cũng làm cầu, làm đường, làm nhà nghỉ cho du khách thập phương, lập bệnh viện, bệnh xá, làm từ thiện, đào hồ nước, làm giếng nước ở nơi công cộng, lại còn biết cúng dường đến các vị xuất gia, sa môn, bà la môn, bố thí cơm nước, vật thực đến người hoạn nạn, cơ bẩn nữa đấy. Na Tiên mới nói rằng 16 cái ví dụ mà Đức Vua Milan Đà đưa ra đấy thì chưa thấm thía vào đâu so với cả vô lượng kiếp luân hồi. Đức Phật có kể trong kinh ấy, thì cũng không hết được. Cái lượng kiếp mình luân hồi là vô lượng cơ mà, vô lượng, vô biên. Thì đây đấy, mới dẫn ra 16 kiếp, so với vô lượng kiếp thì chẳng thấm vào đâu cả. Thì Na Tiên nói rằng ấy, ông Đề Bà Đạt Đa tuy đối Phật ông có ác thế, nhưng trong vô lượng kiếp luân hồi cũng có nhiều kiếp ông ấy làm những việc thiện. Đấy, ông cũng biết đắp cầu, làm đường, giúp người bệnh, làm nhà từ thiện, đào giếng ở ngoài đường cho mọi người đi mùa nắng này có nước uống, trồng cây, bố thí rồi cúng dường đến các vị tu sĩ. Ông làm rất nhiều, cũng có chứ không phải không. Chứ không phải không mà bỗng dưng ông được tái sinh làm vua, ông được tái sinh làm những cái chỗ cao quý đâu. Có, nhưng mà những cái đấy có thể là sao? Là vua Milan Đà chưa đọc tới, chưa biết. Như vậy, các kiếp mà Đại Vương nêu ra không phải là những kiếp nối liền với nhau. Nhân của kiếp này làm quả cho kiếp kia. Ấy chỉ là một số kiếp hy hữu mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa gặp nhau, tạo oan trái với nhau. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa tạo oan trái với nhau, mình cũng gọi là oan gia trái chủ đấy. Nào, hai người này oan gia trái chủ với nhau, gặp nhau. Đấy, chúng ta thấy trong 16 cái ví dụ trên, gần như cái nào cũng thế. Đức Phật mà gặp Đề Bà Đạt Đa là Đề Bà Đạt Đa đều ác hại Phật cả. Đấy. Ví như một con rùa ở giữa biển khơi, lâu lâu ngàn năm mới gặp được một phiến gỗ nổi, một bọng cây nổi. Sự gặp gỡ giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa cũng hy hữu như thế. Bồ Tát gặp Đề Bà Đạt Đa chỉ có một vài chục kiếp. Trong lúc Bồ Tát gặp các ngài đệ tử như Xá Lợi Phất đến hàng ngàn hàng vạn kiếp. Khi thì hai người làm cha con, anh em, ông cháu, bạn bè, thân quyến, thật không thể đếm được. Tỳ kheo Na Tiên mới nói, đây là trong kinh Phật dẫn ra những cái câu chuyện này chưa phải nhiều. Chứ còn nếu mà nói nhân duyên Đức Phật với ngài Xá Lợi Phất hay là ngài A Nan thì nhiều nhiều kiếp lắm. Xá Lợi Phất với Đức Phật đã nhiều kiếp từng làm cha con, làm ông cháu cha con, thân quyến nhiều kiếp rồi. Đó, rất nhiều, hàng trăm ngàn vạn kiếp rồi, thân quyến với nhau. Chứ còn với Đề Bà Đạt Đa thì nói là mới gặp nhau vài chục lần.
Nhưng mà cứ gặp ông Đề Bà Đạt Đa là ông ấy ác hại Phật. Như thế, Bồ Tát trong các kiếp sinh tử quẩn quanh, không những chỉ gặp Đề Bà Đạt Đa, mà còn gặp cả Xá Lợi Phất, cả Mục Kiều Liên, các vị trưởng lão, nói chung là cả hội chúng của Ngài nữa. Ở đây gồm có người tốt, người xấu, kẻ thương yêu, vừa lòng, người ngỗ nghịch, ghét bỏ, hạng độc ác, khó dung, bậc thiện hiền, đáng kính, đủ cả. Ví như dòng nước từ non cao chảy xuống biển khơi, đâu phải dòng nước ấy chỉ gặp những xác chết, sinh vật hôi thối, mà còn gặp cả đá sạn, củi dèo, trầm hương, gỗ mục, cành lá, trái cây, chùm hoa, rong rêu, vân vân, đủ thứ, đủ loại đấy, Đại Vương. Na Tiên mới lấy ví dụ, trong cái dòng chảy của sinh mạng chúng ta xuyên qua vô lượng kiếp sống, chúng ta gặp đủ thứ hạng người, thưa đại chúng. Đấy, Thầy nói ví dụ trong một kiếp này của chúng ta, từ bé đến bây giờ, mấy bác Phật tử mà đến cái tuổi sáu mấy, 70 vào, kiểm lại đời mình từ nhỏ đến giờ gặp bao nhiêu người. Và những người ấy thì người thiện có, người ác có, đủ cả, đúng không? Ừ. Mà thực sự cái người mà trái ý với mình là nhiều chứ, chứ người thuận ý với mình, tốt đẹp với mình là ít chứ. Đó. À, cho nên trong cái dòng luân hồi chúng ta thế, Đức Bồ Tát tức là tiền thân của Phật Thích Ca cũng vậy, xuyên qua vô lượng kiếp sống, Ngài cũng phải gặp vô lượng những con người như thế. Và trong đó có những kiếp gặp Đề Bà Đạt Đa. Và nhưng mà ân oán của Ngài với Đề Bà Đạt Đa nó xuất phát từ một câu chuyện rất xa xưa như thế này. Cái kiếp ấy, Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật Thích Ca, hai người là hai người bạn và đều là thương buôn, tức là hai người bạn buôn với nhau, đi buôn. Cái bữa ấy thì đi đến một cái làng này, thì trong làng có một cái nhà, một bà lão nghèo với một đứa cháu, hai bà cháu ở với nhau. Thì nhà nghèo khó, trước đó thì bà ra cuốc ngoài vườn, bà có cuốc được một cái lọ, nên bà cũng chẳng biết làm gì, thôi thấy nó là cái lọ thì mang về vứt nó ở góc nhà, nó cũng dính đất cát, bà cũng chẳng chịu chùi gì. Bà nghĩ chắc nó chẳng giá trị, thôi cuốc vườn được thì thôi vứt vào đấy. Thì bữa ấy tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa là nhà thương buôn đấy, đi đến cái làng đấy để buôn bán, mang cái đồ vật dụng sinh hoạt gia đình này đi bán. Thì có đi qua cái nhà bà lão nghèo này, thế thì bà mới ra, bà không có tiền. Bà bảo bây giờ tôi thì nghèo, tôi chả có gì, thế ông có gì ông bán tôi nhưng tôi không có tiền. Thế nhà không có tiền thì bà có cái gì thì phải đổi chứ. Bà, tôi có mỗi cái lọ này, tôi đào ngoài vườn được, chả biết ông có lấy không, ông thì xem nó có giá trị gì không, được bao nhiêu tiền thì ông mua cho tôi, để ông đổi cho tôi, tôi lấy đồ. Thế thì Đề Bà Đạt Đa giỏi lắm, tinh lắm, cầm cái lọ lên cái, cạo cạo một cái đất ra, biết ngay đây là một cái lọ vàng vô cùng là quý, rất giá trị. Nó còn giá trị hơn cả cái xe hàng của mình nhiều. Thế thì Đề Bà Đạt Đa biết rồi, nhưng mà biết là cái bà lão này chắc không biết gì. Thế là anh ta dè bỉu mà, ôi dồi ôi, cái lọ vứt đi của nhà bà này mà ai mà đổi, nó chẳng đáng giá một cái gì trên xe của tôi cả. Tôi nói thật cho bà biết đấy, không đáng cái gì cả. Cho khi tôi cầm nó còn nặng cả xe ra. Thôi, bà cất đi, tôi không muốn đổi cho bà đâu. Ý của anh chàng là muốn sao? Để tí nữa mình bỏ đi xong mình quay lại, thì coi như bà, coi như là bà cho mình, kiểu như là cho không ấy. Nghe không? Đấy, chê bai như thế để không lấy. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ bỏ đi. Và đúng là sau đó thì anh thương buôn này bỏ đi thật. Nói mà bà, cái lọ của bà có giá trị gì đâu, cái đồ vứt đi cho người ta mới vứt ngoài vườn đấy, bà đào được có giá trị gì đâu. Thế thì là anh bỏ đi. Và mầm tính rằng là đi khoảng độ một vài tiếng rồi quay lại. Quay lại mà mình sẽ nói thế nào để bà phải thấy là bà cho mình được cái lọ là nhẹ cho bà ấy. Chứ bà vứt ra góc nhà nó còn bẩn nhà ra. Tính là anh này anh tham đến như vậy đó. Thế thì anh đi, anh thương buôn này đi. Đi được chưa bao lâu thì tiền thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta
đến cũng là anh bạn buôn, cũng đến bà lão này. Mình gọi là Bồ Tát cho dễ gọi. Thế Bồ Tát đến thì Ngài rất thật. Vào thì bà cụ này bảo, nhà tôi đúng là không có cái gì, tôi đúng là có mấy cái lọ này thôi, nhưng mà lấy cái ông lái buôn lúc lấy, ông còn không chịu đổi cho tôi cơ. Đấy, thế giờ đấy thì anh xem thế nào, anh có thương tôi thì anh đổi tôi được cái gì được, thì bà cháu tôi sống qua ngày. Thế thì Bồ Tát cầm cái lọ lên thì bảo, trời ơi, cái lọ này của bà cụ là giá trị lắm, tất cả hàng hóa trên xe của tôi còn không đáng giá mà cái lọ này của bà đâu. Đấy, tôi nói thật cho bà biết như vậy. Đấy, nói rất thật luôn. Tất cả hàng hóa trên xe của tôi là không đủ cái lọ này của bà đâu. Đấy, thế thì bà ấy cũng rất thật thà, bà cũng rất tốt. Bà mới biết là cái người thương buôn này là rất tốt, cho nên bảo thôi, tôi cũng chả dùng vàng bạc gì, tôi đổi cho ông luôn. Đấy, thế là Bồ Tát cầm cái bình vàng đấy và đổi, đưa hết cả xe hàng cho bà lão và mang cái bình đó đi. Đấy, thế thì một lúc sau thì Đề Bà Đạt Đa, cái vị lái buôn kia đấy, quay về thì hỏi bà lão, bà đâu rồi, thế cái bình nhà bà đâu, thì thôi mang cho tôi, là tôi thương bà đấy, thì tôi quay về tôi lấy cho bà đấy, hiểu không? Thế thì bà nói thật, bà, ông lúc lấy ông đã chê, ông không lấy. Thế thì có cái ông lái buôn đi sau này là ông đến, ông đổi hết cho tôi cả xe hàng của ông đây này đấy. Người ta bảo cái bình nhà tôi giá trị còn hơn cả xe hàng này cơ. Đấy. Thế ông lại bảo là bình nhà tôi không có giá trị gì. Đấy, đại chúng biết. Thế thì sau đó thì cái vị lái buôn này rất là ức lắm. Mình bị mất một cái món hàng quý. Và ông này ông phát một cái lời thề là đời đời kiếp kiếp báo thù với ông bạn buôn kia. Sinh ra ở đâu gặp nhau là ông phải báo thù, trả thù bằng được. Đấy, cái lời thề như thế đấy, thật là ông căm hận đến vậy. Đấy là Đức Phật kể trong cái tiền kiếp rất xa xôi. Thì từ nhân duyên đó trở đi mà Đề Bà Đạt Đa tái sinh ra kiếp nào nếu gặp Phật thường ác hại Phật là như vậy, thưa đại chúng. Và đến kiếp cuối cùng khi Phật thành Phật vẫn còn tiếp tục ác hại Phật. Đấy, để Thầy nhắc lại cái tiền kiếp. Làm thiện được quả báo tốt lành, làm ác bị quả báo đau khổ. Ấy là định luật nhân quả tất yếu không sai chật, Tâu Đại Vương. Vì ta không thấy hết, không biết hết nên sinh ra nghi ngờ đấy thôi. Ví như kiếp Đề Bà Đạt Đa làm Dạ Xoa tên là Adama mà Đại Vương đã nêu ở trên. Dạ Xoa Adama là kẻ không trú trong pháp, là phi pháp, hành trược hạnh và ác đức, tuyên truyền hướng dẫn kẻ khác thực hành trược hạnh ác đức sai quấy như mình. Hết kiếp ấy, Dạ Xoa đọa địa ngục A Tỳ đến 57 triệu năm. Đã. Còn cũng kiếp ấy, Bồ Tát làm Dạ Xoa tên là Sudama, là người trú trong pháp, khéo thực hành thiện pháp, làm các thiện hạnh đạo đức, khuyên răn hướng dẫn người khác thực hành đạo đức thiện đức như mình. Hết kiếp ấy thì Dạ Xoa Sudama được hưởng phước báo ở cõi trời lâu chừng 57 triệu năm ở trên đấy. Đó. Thế thì Na Tiên dẫn chứng ra cái kiếp mà lúc nãy mà vua Mi Lan Đà nói rằng hai người sinh ra ngang nhau đều làm Dạ Xoa đấy. Thế nhưng mà cái Dạ Xoa là Đề Bà Đạt Đa đấy, do rất là ác, dẫn mọi người đi làm những việc ác và làm những tà hạnh. Thì sau kiếp ấy, cái con Dạ Xoa này chết, đọa vào địa ngục bao nhiêu triệu năm. Thế còn Bồ Tát của chúng ta kiếp ấy cũng là Dạ Xoa, nhưng mà lại biết dẫn mọi người làm việc thiện, đạo đức, tốt đẹp. Thì hết kiếp Dạ Xoa ấy, Bồ Tát của chúng ta sinh lên cõi trời, sống ở trên trời bao nhiêu triệu năm, hạnh phúc, an lạc. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy ông vua Mi Lan Đà, ông ấy chưa thấy hết, chưa xem hết. Tâu Đại Vương đơn cử một ví dụ như thế để Đại Vương thấy rằng đã vô lượng kiếp sau khi làm ác, Đề Bà Đạt Đa phải bị trả quả báo đau khổ như thường. Nhưng Đức Phật không thể kể hết đó thôi. Đừng vì không thấy hết, không biết hết mà Đại Vương nghi ngờ định luật nhân quả
không công bằng và định luật nhân quả rất phân minh kia. Đấy, Na Tiên nói rằng đại vương chưa thấy hết biết hết thì đừng vì thế mà nghi ngờ luật nhân quả, cho rằng không công bằng. Thực ra luật nhân quả rất là phân minh, nhân quả phân minh chi tiết tỉ mỉ, thưa đại chúng. Nếu mà nói là chi ly tỉ mỉ thì không ai bằng nhân quả. Tại nói thưa đại chúng là một sợi tóc của chúng ta, một sợi lông chân của chúng ta cũng nằm trong nhân quả cả đấy, thưa đại chúng. Có cái gì ra được ngoài nhân quả đâu? Không một mảy bụi ra ngoài nhân quả. Một hạt bụi mà nó nơ lửng ở trong cái không gian đại điện chúng ta đây cũng nằm trong nhân quả đấy, thưa đại chúng. Có cái gì ra ngoài nhân quả? Cho nên mảy muốn nhỏ như hạt bụi, sợi tơ cũng không ra ngoài nhân quả cơ mà. Không ra ngoài. Chúng ta phải biết nhân quả là sự vận hành của tất cả vạn sự vạn vật, không ai ra ngoài được. Từ phàm phu cho đến bậc thánh đều nằm trong nhân quả và chịu sự chi phối của nhân quả ấy. Đó, đấy là một định luật không ai có thể làm khác đi được. Đức vua Milanda im lặng giây lâu, ông nói: thế Đức Bồ Tát chuyên hành thiện mà sao vẫn bị quả dữ, thưa Đại Đức? Bây giờ ông lập luận lại, hỏi Đại Đức rằng thế Bồ Tát chúng ta thường hay hành thiện, thế tại sao vẫn còn bị những cái quả báo khổ? Lúc làm con khỉ, lúc làm con lợn, lúc làm con voi bị người ta chặt sừng rồi người ta giết chết. Wow. Lúc làm hoàng tử thì bị vua cha mình quăng xuống vực sâu chết. Là sao? Đấy, nhân quả thế nào? Thì Na Tiên giải thích thế này: thưa Đại Vương, không phải như vậy đâu. Bồ Tát thì vẫn còn có vô minh. Đấy, theo quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy, kể cả Phật giáo Đại Thừa, thì hàng Bồ Tát vẫn chưa hoàn toàn là giác ngộ hết được, chưa gọi là toàn giác. Chưa toàn giác thì vẫn còn có vô minh. Vô minh tức là còn có lỗi lầm. Đấy, cho nên ấy, còn có vô minh, còn có phiền não. Vì còn vô minh phiền não thì tránh sao khỏi được những hành động sai lầm. Do vậy, Ngài phải bị trả quả đau khổ tương ứng với hành động sai lầm của mình. Đấy cũng là điều tất yếu. Đấy, cho nên chúng ta biết trong tiền kiếp, Đức Phật của chúng ta cũng có những kiếp là người con bất hiếu, rồi cũng phải đọa địa ngục đấy chứ. Nhưng khi vào đọa địa ngục thì Ngài lại phát được cái tâm Bồ Đề, cho nên Ngài thoát được địa ngục. Cho nên khi hành hạnh Bồ Tát ấy, thì chưa phải là bậc toàn giác, cho nên ấy, vẫn còn có những cái mê lầm, những cái sai lầm nhất định. Và tất nhiên Ngài sai lầm ít hơn phàm phu đặc sệt chúng ta. Chúng ta là phàm phu đặc sệt, mù tối đặc sệt. Còn Ngài có, nhưng mà cũng có sai lầm, nhưng không phải như chúng ta. Cho nên Đức Phật từ thuở ban đầu cũng phàm phu như chúng ta thôi, nhưng vì Ngài chăm tu hơn chúng ta, chăm thực hành thiện pháp hơn chúng ta, cho nên Ngài giác ngộ nhiều hơn chúng ta. Và đến kiếp cuối này Ngài mới thành Phật. Thì trong khi cái giai đoạn chưa thành Phật thì vẫn còn có những vô minh, những sai lầm nhất định, cho nên vẫn phải trả những quả báo, chứ không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi, thưa đại chúng. Bởi thế cho nên các quý Phật tử chúng ta cũng thấy thế. Khi chúng ta nhìn lên một vị tăng sĩ giống như quý Thầy, chúng ta không nên nghĩ là các Thầy là hoàn toàn không có sai lầm. Dù các Thầy có hành đạo Bồ Tát đi thì vẫn còn có thể có những cái sai lầm thiếu sót. Để chúng ta dễ dàng chúng ta thông cảm với nhau. Đừng nghĩ các Thầy giống như là Phật rồi, nghe không? Thì là rất là sai lầm đấy, nghe không? Về đạo lý các Thầy có thể sáng tỏ cái con đường, nhưng trí giác chưa phải toàn giác như Đức Phật, như các Đại Bồ Tát lớn. Còn phải học, còn phải làm, và còn phải thực hành rất nhiều thứ, và sai lầm thì cũng vẫn còn. Đó, cho nên để các quý Phật tử thấy. Nhưng cái quan trọng là chúng ta thấy các quý Ngài đang hướng lên con đường cao thượng. Trong nhà Phật gọi là hướng đến thánh quả. Đó, đấy, đấy là quý nhất. Cái ý chí của các Ngài hướng lên con đường cao thượng đấy, và mình phải học cái ý chí đó. Chứ còn không phải nghĩ các Ngài là không có gì sai lầm, các Ngài là hoàn toàn thánh thiện hết cả rồi, thì không phải.
nhé, để cho chúng ta không bị rơi vào cái gọi là bị vỡ mộng này và bị mất cả thần tượng, đổ vỡ thần tượng. Không phải thế, nghe không, biết à, các thầy vẫn còn đang tu, đang trên bước đường tu thì không thể nào toàn thiện được hết. Và để mình hiểu như vậy, nhưng mình quý kính chư tăng ở cái hành đức xuất gia của các ngài, ở cái mà con đường các ngài đang đi, cái mục đích lý tưởng các ngài đang hướng tới, mình kính quý các ngài ở chỗ đó. Và tất cả những cái đó đấy thì mình vẫn được phúc báu đầy đủ. Kính thưa đại chúng, trong kinh Điển Đại Thừa như kinh Diệu Pháp Liên Hoa có hẳn riêng một phẩm dành cho Đề Bà Đạt Đa, gọi là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và Phật nói rằng á, ai mà tụng phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà tin hiểu được cái phẩm này thì công đức phước báu vô cùng lớn. Đấy. Trong cái phẩm này Đức Phật nói sao? Đề Bà Đạt Đa là đại thiện tri thức của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta sớm thành tựu được tất cả các ba la mật, các công đức ba la mật. Đấy. Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân cũng thế. Khi ấy Đức Phật mới bảo A Nan, ông hãy xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Và thế thì A Nan xuống địa ngục mới hỏi ngục tốt là cho tôi gặp Đề Bà Đạt Đa. Thì ngục tốt bảo ông muốn gặp Đề Bà Đạt Đa nào? Tại sao lại Đề Bà Đạt Đa nào? Vì trong địa ngục rất nhiều Đề Bà Đạt Đa, nhiều lắm. Tại vì Đức Phật nào cũng có Đề Bà Đạt Đa hết ấy. Cho nên là các ông Đề Bà Đạt Đa của các Đức Phật trước thì cũng đều phải đọa xuống địa ngục hết, gặp nhau ở trong địa ngục cả. Cho nên là ông ngục tốt này ông hỏi, vậy Ngài A Nan xuống đây muốn gặp Đề Bà Đạt Đa nào? Thì A Nan nói rằng tôi muốn gặp Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thế thì ngục tốt mới dẫn Ngài vào gặp Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mới hỏi Han A Nan, hỏi thăm Đức Phật nha. Và Đề Bà Đạt Đa nói rằng tôi ở trong địa ngục nhưng mà lòng tôi vẫn vui như ở cõi trời Tam Thiền ấy. Tuy tôi chịu quả báo đau khổ, tôi ác hại Đức Phật, nhưng tôi bị đọa địa ngục, nhưng mà trong lòng, trong tâm tôi ấy, vẫn vui như ở cõi trời Tam Thiền. Đại chúng thấy thế nào? Không đơn giản đâu. Câu nói đấy nó cũng là cả một triết lý trong đấy đấy. Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa thì khen Đề Bà Đạt Ba là đại thiện tri thức của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta sớm thành tựu các công đức ba la mật. Cho nên ấy, chúng ta thấy giá trị của Kinh Điển Đại Thừa rất nhiều. Thường ở trên đời thì chúng ta thấy ai ác với mình thì mình căm ghét người đó và nguyền rủa người đó, mong cho người đó đau khổ, chết đi, đọa xuống, nghe không? Bao giờ cũng thế. Nhưng với cái nhìn của Phật giáo thì ở đây Thầy nói nếu là một người biết tu, một hành giả tu hành thì không khởi tâm ấy. Cho nên đối với người đệ tử chân thật của Phật thì không có ai là kẻ thù của mình cả. Không có kẻ thù. Thật sự, nếu biết tu thì không có ai là kẻ thù. Người ác như Đề Bà Đạt Đa mà Phật bảo còn là đại thiện tri thức cơ mà. Nhờ ông ấy cho nên Đức Phật mới thực hành được các ba la mật sớm. Ví dụ như hạnh nhẫn nhục Ngài hành được, và không có Đề Bà Đạt Đa Ngài chưa viên mãn hạnh nhẫn nhục. Và nhờ Đề Bà Đạt Đa người ta mới thấy Đức Phật thật là thánh thiện, là cao tột, không có con người ác như thế. Thì cái đức của Phật không được tỏa sáng ra. Rõ như vậy đấy thưa đại chúng. Đó. Thì cho nên cái nhìn của Phật Pháp nó viên mãn như vậy. Cho nên đối với Đức Phật là không có ai là kẻ thù, thì chúng ta cũng sẽ tập cái nhìn của Đức Phật. Có thể là chưa được, cho nên Thầy gọi là tập cái người ác ác với mình đấy. Và trước đây mình cũng căm lắm, ghét lắm. Nhưng thôi bây giờ bớt ghét đi, tập cái nhìn của Phật. Mình phát nguyện tu hành, cho nên ông cũng phát nguyện chướng duyên cho mình đi, để cho mình thành tựu công đức nhẫn nhục, ví dụ thế. Tất nhiên Thầy nói thế này nè, quả thật nếu mà quý Phật tử hay kể cả quý Thầy mà chân thật phát nguyện Bồ Đề tu hành,
nhất khoát sẽ có xuất hiện Đề Bà Đạt Đa đấy. Nha. Cho nên Đức Phật nào cũng có Đề Bà Đạt Đa là như vậy. Nếu mình chân thật lập chí lập nguyện tu hành thật thì sẽ có Đề Bà Đạt Đa xuất hiện cho mình đấy. À, chưa biết chừng là Phật điều ông Đề Bà Đạt Đa ấy đến cho mình đấy, chứ không phải không đâu. Đó. Đây chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa sinh ra làm anh em con chú con bác ruột với Đức Phật Thích Ca. Nhiều khi làm anh em ruột thịt với nhau luôn. Mình tu hành, phát nguyện tu hành, ông anh ruột hay bà chị ruột chướng ngại mình luôn, chửi bới mình, nhục mạ mình luôn, chê bai mình, đủ thứ chuyện luôn. Thế nếu mà mình bực tức căm thù thì mình hỏng mất đại nguyện của mình. Cho nên tại sao Kinh Pháp Hoa mới nói ai nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà khởi tín tâm thanh tịnh thì công đức phước báu rất là lớn. Cho nên người con Phật chúng ta chân thật thì tự nhiên không có oán thù ai. À, ai ác mình thôi chưa làm chủ được thì có bực một tí, buồn một tí, giận tí, xong rồi lại phải cảm ơn. Cảm ơn để tôi có nhẫn nhục chứ. À, nhờ người ta mới mình thấy có khi mình bớt kiêu mạn. À, nếu không thì mình cứ thành công quá mình lại sinh kiêu mạn. Có nhờ người ta ác với mình thế, người ta chê bai mình thế, và người ta làm nhục mình thế, mình bớt đi cái kiêu mạn, mình lại được lợi ích, được cái đức đó. Cho đại chúng, đấy là cái nhìn thật đấy. Cái nhìn đấy là nhìn xuyên suốt viên mãn của Phật Pháp. Đó. Cái này trong Kinh điển Đại Thừa mới lột tả hết cái này. Đấy. Thế thì tại sao? Vậy Đề Bà Đạt Đa, cái nhân duyên vừa nãy Thầy kể trong một kiếp làm lái thương buôn ấy, phát cái nguyện vào báo thù Phật Thích Ca cũng là cái duyên thôi. Cho nên đây trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đây là phương tiện của các Đại Bồ Tát làm thành cho nhau. Khi Đề Bà Đạt Đa mà phát cái nguyện như thế thì biết rằng mình phải khổ lắm đấy. Ác hại một con người thiện lành thế này chắc chắn mình phải đọa lạc, phải đau khổ, phải chấp nhận đấy. Nhưng mà như thế để thành tựu cho cái ông bạn này, tôi thành tựu trong bạn này mà tôi phải chịu đau khổ đấy. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục là thật đấy. Đấy. Vì nhân quả thì không thể khác được. Nhân quả không sai. Kẻ ác hại người hiền thì phải chịu quả báo đau khổ. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa chấp nhận ác hại Thích Ca, ác hại cái vị Bồ Tát hiền thiện này để cho cái vị này thành tựu công đức. Mà tôi phải chấp nhận đau khổ đọa địa ngục, tôi cũng chấp nhận. Thì thưa đại chúng, Đề Bà Đạt Đa không phải là người bình thường mà. Cho nên ấy, với cái tâm, cái đại nguyện như thế, Đề Bà Đạt Đa nằm trong địa ngục mà tâm sao vui như ở cõi trời Tam Thiền, vì mình đã thành tựu cái nguyện của mình là giúp cho Thích Ca thành Phật. Thưa đại chúng, đấy, hạnh phúc lắm chứ. Cũng giống như các chiến sĩ của mình ấy, tuy bị giam ở trong ngục, trong tù, bị đánh đập tra khảo, nhưng mà nghe đấy, ví dụ ở ngoài là giải phóng, là lòng vui, và không bị đánh đập, nhưng mà nghe thấy đất nước được giải phóng, vào chiến thắng ở đâu đấy là rất vui, rất mừng. Vào mình trong ngục bị tra khảo, nhưng nghe tin thắng trận là vẫn mừng. Đấy, thì Đề Bà Đạt Đa cũng vậy đấy. Nằm trong ngục bị tra khảo do cái ác nghiệp mình đã gây, nhưng mà đấy là ác nghiệp mình gây, nhưng thật tâm của Ngài là Bồ Tát đấy. Ngài Bồ Tát vì mình muốn thành tựu cho bạn mình đấy, cho nên phải chấp nhận cái đau khổ đó. Thì đây chúng ta thấy cái này không phải là cái chuyện bình thường, và hết sức đặc biệt. Cho nên Anan về bạch với Phật là con xuống thăm ông Đề Bà Đạt Đa, thì ông nói rằng ông ấy rất là vui, vui như ở cõi trời Tam Thiền, mặc dù còn chịu trong địa ngục rất lâu. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa cũng chưa ra khỏi ngục đâu, thưa đại chúng. Đấy, phát cái nguyện để mà nghịch hạnh giúp cho Đức Phật Thích Ca thành Phật ấy, mà chấp nhận đau khổ đấy, không phải đơn giản thưa đại chúng. Cái đấy phải là Đại Bồ Tát. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới gọi Đề Bà Đạt Đa là đại thiện tri thức mà. Khó lắm đấy thưa đại chúng. Chúng ta thấy không dễ đâu. Nha. Cho nên ấy, chúng ta khi mà trên bước đường tu, nếu chúng ta chân thật phát nguyện tu hành
mà gặp người chướng ngại, ác hại mình, thì chưa biết chừng đấy có thể là Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa thật mà có khi do Phật điều động đến cho mình đấy nhé. Thế còn cái dạng mà chúng ta không tu á, vào sống lơ mơ thế này á, thì đúng là nhân quả ác nghiệp của mình. Mình có gặp người ác đấy là người ta đến người ta đòi nợ mình, phải không? Chứ không phải người ta là Đề Bà Đạt Đa đâu. Người ta là cái quả của mình đấy. Mình sống không ra gì, mình cũng chẳng phát nguyện tu hành gì, gặp người ác thì người ta đến ác hại mình, đấy là do quả báo của mình. Mình gây ác với người ta, giờ người ta đến người ta đòi nợ mình. Nghe không? Để chúng ta phân định nhé. Còn nếu khi chúng ta mà chân thật con này, con phát nguyện thật tâm tu hành, cầu thành Phật đạo chân thật, khó khăn chướng ngại gì con cũng một lòng con tu, thì lập tức ở đâu đó sẽ xuất hiện một ông Đề Bà Đạt Đa. Vài hôm ông đến với chúng ta, đầu tiên ông rất thân thiết, rất thân tình, rất quý hóa, sau đó mới trở mặt, bắt đầu là ông ấy cho mình rất nhiều bài đau đớn, nhiều bài khổ nhục với ông ấy. Đấy. Nhưng nếu chúng ta tỉnh ra thì chúng ta biết đây có khi là Đề Bà Đạt Đa thành tựu cho mình. Chúng ta cảm ơn, nghe không? Cho nên bao nhiêu kiếp? Bao nhiêu kiếp Đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp đấy bị Đề Bà Đạt Đa ác hại, nhưng mà Ngài không hề oán giận Đề Bà Đạt Đa, mới thấy thật là tâm của Bồ Tát chứ. Nếu Bồ Tát đã gọi là tu Bồ Tát mà lại người ta ác với mình, còn oán thù người ta, mong cho người ta chết đi, cho mong cho người ta đau khổ, thì còn gì là đức hạnh của Bồ Tát. Đấy, cho nên mình cứ thấy Bồ Tát kiếp nào cũng rất hiền, Đề Bà Đạt Đa tìm mọi mưu mô ác hại, nhưng Ngài chả thấy báo thù báo oán gì cả, nhận hết. Đó, thì chúng ta biết ngay hai người này là một cặp đặc biệt rồi. Đấy, kinh điển Nguyên Thủy thì nói Đề Bà Đạt Đa như thế như thế, nhưng mà kinh điển Đại Thừa thì mới hiển lộ hết tất cả cái chỗ này, mới thấy được cái thâm ý sâu xa của các vị Bồ Tát hành phương tiện rất là mầu nhiệm, không phải chuyện bình thường. Đó. Thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh này để chúng ta thấy nhân quả là mãi mãi không bao giờ sai lạc, và không ai có thể làm khác đi được, nghe không? Ngoại trừ chính chúng ta tu gieo nhân mới, tạo duyên mới để chuyển nghiệp quả của chính mình thôi. Đó. Và nhân quả là sự thật, và nhân quả là chính tín của đạo Phật, là đệ tử Phật phải biết rất rõ gieo nhân nào thì sẽ trổ cái quả như thế, nếu đủ duyên cho nó sẽ trổ quả như vậy đấy, đại chúng. Thì chúng ta tích cực như lời Phật dạy, đừng để chúng ta rơi cái thân này bằng phi pháp, chúng ta bỏ thân này phải bỏ đi bằng chính pháp, nha. Và tiến lên là chúng ta không bao giờ rơi rớt nữa, vào cắt đứt sự rơi, chúng ta phải đạt được giác ngộ giải thoát. Vì còn rơi là còn trầm luân, còn đau khổ, dẫu là rơi đi trong cái sự sung sướng an lạc, tái sinh làm người, làm trời, vẫn còn đau khổ, thưa đại chúng. Cuộc thế là như vậy, luân hồi là đau khổ, cho nên chúng ta phải mong cầu chúng ta thoát luân hồi sinh tử. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng khi chúng ta đã biết về Phật Pháp. Nhân bài hôm nay, quý Thầy mong mỏi toàn thể các quý Phật tử vào tin tưởng, tin sâu nhân quả, không bao giờ nghi ngờ, biết rõ chúng ta phải dựa trên nhân quả để tu hành. Thứ nữa là tinh tấn học Pháp, hiểu Pháp, ứng dụng Pháp để thực hành cho mình đạt được những cái điều lợi ích từ nhân quả này mà ra. Kính chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật.